chị, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp một bé dơ nha. Bé dơ rất là dễ thương và cũng rất là đơn giản thôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ gấp cái tờ giấy màu của mình lại thành một cái hình vuông nha. Thì ở đây mình sử dụng màu tím vì mình thấy dơ thường làm những con mà có màu tối như là màu đen hoặc là cái màu tím giống như thế này. Thì bạn nào không có giấy màu tím giống mình thì sử dụng giấy màu đen cũng được nhé. Hoặc là còn không có màu đen màu tím thì các bạn làm dơ nhiều màu cũng không sao luôn. Rồi, thì tiếp theo các bạn sẽ mở ra cho mình nha. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ lật nó ra cái phần mà có màu cho mình nha. Nếu mà các bạn sử dụng giấy thủ công giống mình thì các bạn lật cho mình cái mặt mà có màu như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ gấp đôi nó lại như thế này đây. Các bạn nhớ nha, gấp cái mặt có màu thì cái lúc mà lắp gấp xong thì cái phần có màu nó sẽ hiện ra. Rồi, đó, mình gấp đôi nó lại như thế này và tiếp tục gấp từ ngoài và gấp vào giữa hai bên luôn nha. Bên cho mình chỉ một bên thôi nha, mình sẽ gấp từ dưới đây và gấp lên trên này và mở nó ra. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ lật ra cái mặt bên này và gấp đôi cái phần giấy lại. Thì khi mà cắt được cái hình vuông ấy thì mình đã gấp trước sẵn một nếp rồi. Còn bạn nào mà sử dụng giấy màu mà nó chưa gấp ấy, thì các bạn vẫn tiếp tục gấp đôi nó lại cho mình thành hai hình như này nhé. Rồi, sau khi đã có hai đường chéo rồi thì các bạn sẽ nó sẽ có một cái nếp gấp chỗ này. Các bạn sẽ đẩy cái nếp nó vào trong cho mình. Đó. Và hiện bây giờ chúng ta sẽ